Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, ngay bây giờ là phần tin chi tiết. Giới quan sát nhận định rằng cựu tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đã có những chiến lược mới đối với tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO mà ông sẽ áp dụng trong trường hợp ông trở lại nhà trắng. Theo thông tin từ truyền thông Mỹ, đầu năm 2024 trong một cuộc gặp vào năm 2020, Ông Donald Trump khi đó là tổng thống Mỹ đã có cuộc trao đổi với chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen liên quan tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo tờ The New York Times, ông Trump đã nói với bà von der Leyen rằng các đồng minh NATO ở châu Âu đang nợ Mỹ một khoản tiền khổng lồ do không chi đủ cho quốc phòng. Nếu họ không chịu chi 2% GDP cho quốc phòng như đã cam kết, Mỹ sẽ không ra tay bảo vệ khi họ bị tấn công. NATO đang chút những hơi thở cuối cùng và mỹ có thể sẽ rời liên minh nato nếu tôi quay lại nhà trắng thông tin này khiến nhiều người tin rằng ông trump có thể sẽ rút mỹ khỏi nato nếu ông tái đắc cử tuy nhiên mới đây tờ the conversation dẫn nhận định từ giới quan sát rằng trái với những đồn đoán trước đó ông trump sẽ không rút mỹ khỏi nato vì có vẻ như ông đã có những chiến lược mới với liên minh quân sự này the conversation dẫn lời ông klaus lares giáo sư lịch sử và quan hệ quốc tế tại đại học bắc carolina nước mỹ cho rằng việc rút Mỹ khỏi NATO không những không mang lại lợi ích mà còn có thể gây ra nhiều hậu quả tiêu cực cho nước Mỹ. Ông Lares đưa ra nhiều lý do để giải thích cho nhận định của mình. Thứ nhất về mặt quân sự, NATO là một liên minh phòng thủ tập thể mạnh mẽ, có khả năng giúp Washington ngăn chặn các mối đe dọa từ bên ngoài. Rời khỏi NATO đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ mất đi mạng lưới an ninh rộng lớn, cũng như mất một lực lượng quân sự đáng kể có thể bảo vệ lợi ích của Mỹ và ngăn chặn sự bành trướng của các thế lực đối trọng trên trường quốc tế thứ hai nato mang lại cho mỹ những lợi ích kinh tế quan trọng thứ ba nato mang lại nhiều lợi ích chính trị quan trọng cho mỹ giúp washington củng cố uy tín tầm ảnh hưởng và sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế cuối cùng việc mỹ rời nato sẽ gây ra nhiều xáo trộn trong quan hệ quốc tế và thế giới địa chính trị đa cực tờ politico dẫn nhận định giới quan sát rằng dù những chiến lược của ông Trump về NATO vẫn chưa thật sự rõ ràng, nhưng điều chắc chắn rằng ông Trump sẽ thực hiện là tiếp tục gây áp lực buộc các đồng minh NATO phải đạt mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng. Ngoài ra, Politico còn cho rằng nếu quay lại Nhà Trắng, ông Trump có thể sẽ cân nhắc việc đàm phán một thỏa thuận chiến lược với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thỏa thuận này sẽ bao gồm cam kết của NATO về việc không mở rộng thêm về phía đông, đổi lại Nga phải đưa ra những cam kết an ninh cụ thể với Ukraine. Mục đích của thỏa thuận này là tạo tiền đề kết thúc cuộc xung đột moscow kiev Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Mỹ sẽ nhượng bộ những khả năng khác, bao gồm cả việc cung cấp số lượng lớn vũ khí cho Ukraine. Cho đến thời điểm hiện tại, tầm nhìn đối ngoại và những bình luận của ông Trump về Ukraine đang khiến các thành viên NATO ở châu Âu thấp thỏm về quan hệ đồng minh với Mỹ. Khi Mỹ chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11, các thành viên NATO ở châu Âu đang ngày càng lo ngại về tương lai quan hệ với Washington, bởi cuộc đua giữa đương kim Tổng thống Joe Biden và ông Donald Trump chứa đựng những yếu tố rất khó lường. Trước thềm bầu cử Mỹ, giới chức các nước thành viên còn lại của NATO đang tìm cách tăng viện trợ quân sự cho Ukraine để nước này không hứng chịu hậu quả, không thể cứu vãn nếu ông Trump tái đắc cử. Ông Trump hiện chưa nêu quan điểm cá nhân về Ukraine, ngoại trừ cam kết sẽ chấm dứt xung đột ngay sau khi đắc cử, thậm chí trước khi chính thức vào Nhà Trắng vào tháng 1 năm 2025. Ông chưa lý giải cách thức thực hiện ý tưởng này. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã hỗ trợ Ukraine thời gian qua bằng cách cung cấp cho nước này những vũ khí ngày càng mạnh như xe tăng và tên lửa tầm xa, nhưng đến nay không can thiệp trực tiếp bằng quân đội, điều mà Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều cảnh báo có thể dẫn đến thế chiến thứ ba. Gần đây, trong tuyên bố chung của Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Washington, các nhà lãnh đạo NATO cũng kêu gọi Nga rút quân khỏi Ukraine cũng như khỏi Moldova và Georgia. NATO cũng đổ lỗi cho Nga về cuộc xung đột ở Ukraine khiến hàng nghìn dân thường thiệt mạng và gây ra thiệt hại lớn cho cơ sở hạ tầng dân sự. Bên cạnh đó, các nước thành viên NATO tuyên bố không công nhận việc Nga sắp nhập các khu vực mới ở Ukraine cũng như bán đảo Crimea. Năm 2014, Nga tuyên bố sắp nhập Crimea sau cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Sau khi mở hoạt động quân sự tại Ukraine, Nga tiếp tục tuyên bố sắp nhập bốn vùng ở Ukraine gồm Kherson, Zaporizhia, Lugansk, Donetsk. Đến nay, Nga vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn bốn tỉnh này. Ukraine và phương Tây cũng không công nhận quyền kiểm soát của Moscow đối với Kherson, Zaporizhia, Lugansk, Donetsk. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng khẳng định có thể đàm phán hòa bình với Nga ngay ngày mai nếu Nga rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine. Phát biểu này được ông Zelensky đưa ra tại một hội nghị về hòa bình cho Ukraine tổ chức ở Thụy Sĩ. Hội nghị này quy tụ đại diện của hơn 90 quốc gia và tổ chức quốc tế với mong muốn hình thành một sự ủng hộ bao trùm nhất có thể đối với tiến trình kết thúc xung đột Ukraine-Nga. Trong khi Ukraine muốn tạo một sự đồng thuận ít nhiều về giải pháp hòa bình để dùng làm cơ sở đàm phán với Nga, mọi chuyện có vẻ không như ý. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngay trước khi hội nghị diễn ra đã đặt ra yêu cầu đàm phán với Ukraine, bao gồm những điểm gần như không thể được phía Ukraine chấp nhận, như Ukraine phải chấp nhận bốn vùng miền đông mà Nga đã tuyên bố sáp nhập là của Nga và phải từ bỏ mong muốn gia nhập NATO. Ukraine ngay lập tức đã bác bỏ. Hiện nay, xung đột Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ ba nhưng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tổng thư ký NATO sắp mãn nhiệm Jens Stoltenberg tuyên bố rằng chiến thắng của Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine là rủi ro lớn nhất đối với liên minh quân sự gồm 32 thành viên. Ông Stoltenberg nhấn mạnh trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Mỹ rằng rủi ro lớn nhất là khi Nga chiến thắng ở Ukraine, chúng ta không thể để điều đó xảy ra. Nhà lãnh đạo NATO nói thêm nhân kỷ niệm 75 năm thành lập khối quân sự do Mỹ dẫn dắt, kết quả cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev sẽ định hình hệ thống an ninh toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán mới đây đã viết một lá thư cho Chủ tịch Hội đồng Châu Âu, Charles Michel và các nhà lãnh đạo EU sau chuyến thăm Nga. Trong đó có tóm tắt cuộc hội đàm của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thủ tướng Hungary khẳng định trong thư rằng ông không đưa ra bất kỳ đề xuất hay bày tỏ bất kỳ ý kiến nào thay mặt cho Hội đồng Châu Âu hay EU trong chuyến thăm và mọi tuyên bố trái ngược với điều này đều vô căn cứ. Nói về cuộc thảo luận với Tổng thống Putin, ông Oban cho biết thái độ của nhà lãnh đạo Nga đối với tình hình tiền tuyến khác đáng kể so với cách hiểu của Tổng thống Ukraine Zelensky. Tuy nhiên, bức thư cho biết ông Putin đã sẵn sàng xem xét khả năng ngừng bắn và sẽ không nhằm tái triển khai và tổ chức lại lực lượng Ukraine một cách bí mật. Thủ tướng Hungary nói thêm rằng, Nga, theo Tổng thống Putin, chỉ sẵn sàng đồng ý với các điều kiện được đặt ra trong các cuộc đàm phán tại Istanbul vào tháng 4 năm 2022. Bức thư tiếp tục nói rằng, Moscow đã sẵn sàng trao đổi quan điểm về cái gọi là đề xuất hòa bình do Trung Quốc và Brazil đưa ra. Đề xuất này gợi ý đến các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga và không đề cập đến nhu cầu khôi phục toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Kiev. Cũng trong bức thư, ông Orbán xem Trung Quốc là một bên trung gian hòa giải trung thực, có thể đảm bảo hòa bình giữa Moscow và Kiev. Theo ông Orbán, cả ông Tập Cận Bình và ông Putin đều tin rằng các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu dưới một hình thức nào đó vào cuối năm nay. Ông nói thêm rằng, với quy mô tổn thất của Ukraine trên chiến trường, Ông Putin ngạc nhiên khi Kiev thẳng thừng bác bỏ đề xuất của ông Orbán về một lệnh ngừng bắn nhanh chóng nhằm đẩy nhanh các cuộc đàm phán hòa bình. Trong bài phát biểu sau cuộc gặp với ông Orbán, Tổng thống Putin cho biết Nga muốn kết thúc hoàn toàn cuộc xung đột hơn là một lệnh ngừng bắn tạm thời và bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải liên quan đến việc Kiev rút lực lượng khỏi Donbass cũng như Kherson và Zaporizhia. Đây là các khu vực Nga tuyên bố sắp nhập vào cuối năm 2022. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko nói với các phóng viên tại câu lạc bộ thảo luận Van Dai rằng cuộc đàm phán Nga-Ukraine sẽ diễn ra ngay khi Kiev có lập trường thực tế. Khi được hỏi liệu các cuộc đàm phán có thể diễn ra vào năm 2024 hay không, ông Rurenko nói: "Tôi không muốn đưa ra bất kỳ thời hạn hoặc xác định khung thời gian nào. Lập trường của tổng thống rất rõ ràng, các cuộc đàm phán sẽ chỉ diễn ra khi Ukraine sẵn sàng cho việc này và khi nước này có lập trường thực tế." Hãng tin Reuters của anh ngày 11 tháng 7 cho biết tham mưu trưởng quân đội Ba Lan. Tướng Vyacheslav Kukula tuyên bố rằng nước này cần chuẩn bị cho binh lính của mình cho một cuộc xung đột toàn diện. Tuyên bố của tướng Kukula được đưa ra trong bối cảnh Ba Lan có kế hoạch tăng cường số lượng binh sĩ ở biên giới với Liên bang Nga và Belarus. Mối quan hệ của Ba Lan với Liên bang Nga và đồng minh của Moscow là Belarus đã xấu đi nghiêm trọng kể từ khi xung đột giữa Liên bang Nga và nước láng giềng Ukraine bùng nổ vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 10 tháng 7, tham mưu trưởng quân đội Ba Lan. Tướng Vyacheslav Kukula nói, hôm nay chúng ta cần chuẩn bị lực lượng cho một cuộc xung đột toàn diện, chứ không phải một cuộc xung đột kiểu bất đối xứng. Tướng Kukula nói thêm, điều này buộc chúng tôi phải tìm ra sự cân bằng tốt giữa nhiệm vụ ở biên giới và duy trì cường độ huấn luyện trong quân đội. Phát biểu tại cùng một sự kiện, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Paweł Bezda cho biết, kể từ tháng 8 năm nay, số lượng quân bảo vệ biên giới phía đông của Ba Lan sẽ tăng từ mức 6.000 hiện tại lên 8.000. Cùng với đó, ở hậu phương, nước này luôn sẵn sàng 9.000 binh sĩ dự bị, có thể được tăng cường trong vòng 48 giờ. Vào tháng 5, Ba Lan đã công bố thông tin chi tiết về chương trình Lá chắn phía đông, trị giá 10 tỷ zloty, khoảng 2,5 tỷ đô la Mỹ, nhằm tăng cường phòng thủ dọc biên giới với Belarus và Liên bang Nga. Dự kiến chương trình Lá chắn phía đông sẽ hoàn thành vào năm 2028. Xung đột giữa quốc gia láng giềng Ukraine với Liên bang Nga sẽ khiến việc tăng cường lực lượng vũ trang trở thành ưu tiên hàng đầu của Ba Lan. Vào đầu tháng 1 năm 2024, Hãng thông tấn Benga của Bỉ cho biết, Ba Lan đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng chi tiêu quân sự của NATO vào năm 2023, với mức chi tiêu lên tới 3,9% tổng sản phẩm quốc nội GDP của đất nước. Ba Lan đã đặt mua khí tài quân sự hiện đại từ Hàn Quốc, bao gồm các đơn vị pháo tên lửa Chumu, xe tăng K2, pháo tự hành K9 và máy bay huấn luyện chiến đấu FA-50, một phản ứng sau khi cuộc xung đột quân sự Nga-Ukraine nổ ra. Gần đây nhất là ngày 8 tháng 7, hãng tin Reuters cho biết Bộ Quốc phòng Ba Lan thông báo sẽ mua 58 xe bọc thép chở quân Rosomak từ các hãng Huta, Stalova Vola, Polska Grupa, Zbrozeniova, Rosomak SA và VKB Electronic SA. Lô xe bọc thép chở quân này được tích hợp hệ thống pháo điều khiển từ xa và được trang bị bệ phóng tên lửa dẫn đường chống tăng SPY LR. Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết tổng giá trị của hợp đồng là khoảng 2,6 tỷ zloty, khoảng 659,80 triệu đô la Mỹ và việc giao hàng sẽ được thực hiện vào năm 2026-2027. Ngoài ra, hãng tin AFP của Pháp ngày 8 tháng 7 còn cho biết, quân đội Ba Lan đang triển khai chương trình huấn luyện miễn phí dành cho người dân quan tâm tới các kỹ năng chiến đấu như bắn súng, ném lựu đạn và chiến thuật quân sự.